đối đầu ở một kỳ SEA Games. Trong 6 lần gặp nhau trước đây, đội tuyển Philippines chưa hề một lần có được trận thắng trước đội tuyển Việt Nam ở Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á. Trong trận đấu mà chúng ta đang chuẩn bị hướng tới, đội U23 Philippines xuất phát với đội hình gồm có số 1 thủ môn QC Camerat, số 2 Javi Solong, số 4 Scott Philip Galang, số 5 Enrique Linanes, số 6 Kekkonen, số 7 Dennis Chung, số 9 Bedi, số 10 Saludares, số 12 Miguel Pankok, số 14 Jaime Domingo và số 18 Christian Rotini. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Philippines là ông Norman Figueiredo. Vũ Tiến Long là người đá trung vệ bên cạnh Thanh Bình và Vũ Hoàng Việt Anh. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines đã được bắt đầu. Đây là những cầu thủ đều có thể hình sấp xỉ và trên 1m80. Hùng Dũng rất hay, có tay người này không vào và vừa rất ngon hết. Chúng ta vừa nói đến những tình huống vừa nhóm Minh Tùng ạ, thì ngay lập tức đội tuyển U23 Việt Nam có những pha đập nhà rất hay ở khu vực trung lộ. Vừa rồi là cội rất ngon ăn của Huỳnh Công Đến, thực sự là pha nhả bóng ngược về tuyến hai của Tuấn Tài là pha nhả bóng làm tôi cực kỳ ấn tượng anh Tùng ạ. Chắc chắn là như vậy rồi, bóng được khởi đi từ bên phía cánh phải với Lê Văn Đô. Nó trôi đến chân của Hùng Dũng trước khi người đội trưởng của U23 Việt Nam thực hiện một quả bấm bóng điểm rơi rất đẹp cho Phan Tuấn Tài băng lên. Và thực sự là cú nhả bóng vừa rồi của Tuấn Tài đem đến một cơ hội quá. Chơi ở một tầm khá cao, đây sẽ là cơ hội. Pha phá bóng hỏng của cầu thủ U23 Philippines, nhắm mạnh trúng, dứt điểm. Bóng đã đi đúng tầm cái chân trái của tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Rất đáng tiếc là pha vuốt bóng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng, bóng đi không trúng đích. Đầu tiên là pha phá bóng lỗi của trung vệ Domingo bên phía U23 Philippines. Không phải không có những cơ hội dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta cần thêm một chút chính xác nữa. Phan Tuấn Tài, Hùng Dũng, cú bấm bóng của Hùng Dũng đã có lỗi kéo người. Tiến Linh đã bị kéo ở trước vòng cấm địa của U23 Philippines. Thẻ vàng vừa được rút ra dành cho cầu thủ đã phạm lỗi. Rất nhiều những phương án được U23 Việt Nam đưa ra và vừa rồi tiếp tục lại là một pha bóng đánh trực diện anh Tùng ạ. Rất lợi hại. Lần này thì cú bấm bóng điểm rơi của Hùng Dũng đã phần nào đó tìm được cảm giác tốt. Quan trọng nhất là hàng thủ của Philippines đã buộc phải đưa ra giải pháp, có thể nói là vô cùng kịp thời. Đó là phạm lỗi ngoài vòng cấm. Người đã phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng trong tình huống rồi là trung vệ Enrique Linares. Góc sút của quả đá phạt này là rất rộng, cơ hội đủ lớn để U23 Việt Nam có một hy vọng. Hoàng Đức và Lê Văn Đô là những người đang đứng trước bóng. Ở góc sút này rất có thể người xúc phạt sẽ là Văn Đô. Văn Đô không vào. Quá đáng tiếc cho cầu thủ U23 Việt Nam. Thủ thành Mochon đã đứng im rồi. Không có bất kỳ một phản xạ nào đối với thủ thành mã số 1 bên phía U23 Philippines trong pha bóng vừa rồi cả. Ở các cấp độ ở đội trẻ cũng như là ở đội hạng nhất phố Hiến thì Lê Văn Đô cũng là một chân sút phạt cực ấn tượng. Có thể khẳng định đây là một pha đá phạt rất chất lượng của Lê Văn Đô. Anh chỉ thiếu đi một chút may mắn thôi. Bóng đi sát sạt cột dọc mà không có một chút phản xạ nào của thủ thành Mochon cả. Tiến Linh. Lại là phạm lỗi. Thêm một thẻ vàng nữa. Jaime Domingo là cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng. Như vậy là hai trong số 3 trung vệ của cầu thủ U23 Philippines đã phải nhận thẻ vàng. Chỉ còn duy nhất Mangaron là cầu thủ đó là Vado. Lần này thì bóng đi vọt xà ngang.
lực đi trong những tình huống đá phạt của Levando là khá tốt, nhưng vẫn thiếu đi những sự chính xác nhất định. Thực tế thì khi cả chúng ta có quang hổ, đột phá của Levando, tuyến hay Hoàng Đức dứt điểm không vào, bóng đã vào đúng cái tầm chân trái của Hoàng Đức rồi. Pha cứa lòng bóng đi vọt xa ngang của tiền vệ bên phía U23 Việt Nam. Lực đi của trái bóng là khá tốt, nhưng tiếp tục lại là một pha dứt điểm bóng đi vọt xa ngang nữa của các cầu thủ. Văn Xuân, Hoàng Đức đánh đầu, cú đánh đầu của Thanh Bình, bóng trúng đích nhưng nó đi đúng vị trí của... Chúng ta cùng xem lại cơ hội của Thanh Bình. Cùng nhảy lên với Thanh Bình là Nhâm Mạnh Dũng. Bóng vừa sượt đầu của Bùi Hoàng Việt Anh, cơ hội phản công. Hùng Dũng, khoảng trống trước mặt, phía trong là Lý Công Hoàng Anh, đây là Lê Văn Xuân, trả ngược, vẫn còn, tiến lên, chân chạy, không vào. Cầu thủ Philippines cũng đã kịp thời lui về. Tốc độ phản công của U23 Việt Nam trong tình huống vừa rồi là đủ tốt, nhưng đối phương cũng đã có được sự dự phòng. Bắt đầu từ đôi chân của Hoàng Đức, một pha khống chế bóng ở khu vực sân nhà, sau đó chuyển trạng thái rất nhanh, và Hùng Dũng chính là người đã bứt tốc ở pha bóng thứ hai. Chính anh là người chuyền bóng cho đà băng lên của Lê Văn Xuân. Đánh đầu lại không chính xác rồi. Bùi Hoàng Việt Anh. Một chút nữa thôi, chúng ta thiếu đi sự chính xác ở những tình huống dứt điểm cuối cùng đã rất ngon rồi. Cả hai trung vệ của U23 Việt Nam đều đã băng lên và có xu hướng tạo ra những điểm cắt. Thanh Bình ở phía trước và Bùi Hoàng Việt Anh ở phía sau. Số 20 của U23 Việt Nam. U23 Philippines vẫn đang bọc lót cho nhau rất tốt. Văn Đồ, Hùng Dũng, coi không vào. Vẫn thiếu đi sự chính xác vừa rồi là Tiến Linh. Hùng Dũng và Tiến Linh đã tìm thấy nhau ở pha bóng vừa rồi, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Cú gạt bóng trái chân vừa rồi của Tiến Linh thực ra cũng là rất khó để có thể có được một bàn thắng ở góc hẹp. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải có thêm những pha bóng táo bạo kiểu như vậy. Levando đã có tỏa sáng vào lúc này của các tiền vệ của tiền đạo chúng ta. Dứt điểm tuyệt xa. Bóng tiếp tục đi chạy cột dọc. Bất ngờ. Pha dứt bóng bất ngờ của Tiến Long. Bóng đi rất mạnh. Lực đi cực kỳ ấn tượng. Thêm một tình huống mà một trung vệ của U23 Việt Nam tràn sang phần sân đối phương để gia tăng sức ép. Và pha bóng của Hải Long. Lỗi của Văn Tùng. Cầu thủ đang bị đau đó là Ninares Fernandez. Fernandez đang tỏ ra rất đau. Hy vọng rằng những ngày thi đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam thì thời tiết tại... Mọi chuyện ở bảng B cũng không thể đoán định trước được. Dứt điểm! Cú chạm bóng của Tiến Linh. Đường tạt bóng từ bên phía cánh phải của Lê Văn Xuân. Lại một lần nữa, cú dứt điểm của cầu thủ áo đỏ đi không trúng đích.